Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trang Nhất Phạm tập 413. Tên thừa tướng gian trá này muốn làm gì mà hắn đến đây một mình chứ? Ngay cả kiếm vương cũng không mang theo, không phải là muốn chịu chết hay sao? Thản nhiên cười, bá lực kinh vĩ chỉ lắc đầu nhưng rất nhanh, sắc mặt trở nên nghiêm túc, bình tĩnh lên tiếng. Thật không dám giấu giếm, hôm nay bản tướng đặc biệt đến đây là chỉ muốn cứu các vị một mạng. Cứu chúng ta. Không phải sững sờ, mọi người liếc nhìn nhau, mỗi người đều cười to xem thường. Hắc Kim Chí Tôn lên tiếng trêu đùa. Bách Lý Thừa Tướng, ngươi không lầm đó chứ, chúng ta bây giờ thế như trẻ tre, sĩ khí rất mạnh. Vừa rồi có đệ tử đến truyền báo, nói là tổ tông của các ngươi đã chịu không được. Chúng ta vẫn còn có mấy chục triệu nhân mã chưa tiến lên đó, chuẩn bị đại công cáo thành. Thế nhưng ngươi lại chẳng biết xấu hổ chạy đến trước mặt, nó muốn cứu chúng ta. Đúng là chuyện cười lớn. Đúng vậy, người nói Bách Lý Thừa Tướng mưu trí vô song, thiên hạ chỉ có một, không ngờ hôm nay lại nói những lời như vậy, xem ra tin đồn luôn là hư cấu. Mấy người cùng lúc lên tiếng cười nhạo. Bật cười lắc đầu, Bách Lý Thiên Vĩ không chút phật lòng, cứ như vậy đứng bình tĩnh nghe lấy bọn họ cười to. Chờ khi bọn họ ngưng cười mới khoan thai nói, các vị nó không sai, nên đã thực sự các vị thắng một bậc, Kinh Vĩ bị bại tâm phục khẩu phục, không có gì để nói. Kiếm tình đế quốc chúng ta bị kỳ kế của các vị khiến cho nhanh chóng thất bại, nhưng điều bản tướng nói lúc trước cũng không giả. Ngày kiếm tình ta xong đời chỉ sợ cũng là ngày giỗ của các vị. Ồ, bỗng dưng vẻ mặt tươi cười cùng nhau cứng đờ, sắc mặt Lăng Văn Thiên dần dần âm trầm, nhìn hắn chằm chằm lạnh lùng lên tiếng. Bản lực kinh vĩ, ngươi là có ý gì? Hạ sát các vị đưa ra trước đó, chẳng lẽ không có suy nghĩ qua làm như vậy sẽ có hậu quả gì sao? Trà Bách lé qua hai đạo tinh quang cơ trí, Bách Lê Kinh Vĩ mỉm cười thản nhiên nói, trận này ta thừa nhận các ngươi thắng, nhưng cùng lúc đó các ngươi cũng thua. Các ngươi đánh bại kiếm tình đế quốc nhưng trả giá đắt, lại đồng quy vô tận. Bất luận Hải Minh Tông, Song Long Việt, Thừa Quan Gia hay Bộ Dung Gia sau này đều không còn tồn tại nữa, bởi vì các ngươi đã cùng vẫn diệt với kiếm tình đế quốc, biến mất giữa thiên địa. Đánh rắm, cuộc chiến lần này kiếm tình đế quốc bị sụp đổ có liên quan gì tới chúng ta? Sao lại chôn cùng các ngươi chứ? Sao không liên quan? Và các ngươi có biết phương pháp lấy yếu thắng mạnh nào khiến một đất nước vĩ đại của chúng ta sụp đổ trong phút chốc không? Đó là đương nhiên. Dường dường mì mắt, Lăng Văn Thiên cười lạnh bình tĩnh lên tiếng. Chỉ cần chúng ta có thể bắt được Bích Bạc Kiếm Tôn, kiếm tình đế quốc của ngươi chẳng khác nào nhà không có trụ. Vậy ta còn có mấy ngàn vạn binh mã cùng bốn kiếm vương đến đây mà các ngươi vì muốn tiêu diệt Lão Tao Tông cũng tiêu hao rất lớn, lại không có sự tái chiến. Ta vẫn có thể diệt đi bốn châu, phải không đó? Đến lúc đó chỉ sợ át chủ bài trong tay ngươi lại nổ chết ngươi đó. Khinh thường biểu môi, Lăng Văn Thiên tiếp tục nói. Không có Bích Bạc Kiếm Tôn chấn nhiếp, bốn kiếm vương trên tay ngươi sẽ nghe theo lệnh của ngươi sao? Lời vừa nói ra, mấy người tùy tiện cười quái dị với mặt đắc ý nhìn hắn. A mắt nhìn tỏ vẻ khinh thường, Bách Lý Kinh Vĩ nhếch miệng cười một tiếng, hỏi lại. Như vậy, làm sao các ngươi biết khi họ biết Lã Tô Tông gặp nạn, chuyện đầu tiên mà làm là phản nghịch ta chứ? Chuyện này, thân thể bọn dân run lên, mọi người lần nữa cứng đờ lại ngây người ra. Lông mày nhăn lại, tất cả mọi người nhìn nhau, lại hung ác nhìn chằm chằm Bách Kinh Vĩ bình tĩnh lên tiếng. Ngươi có ý gì? Không có gì, ta chỉ muốn nói, chúng ta cũng rơi vào trong tính toán của người nào đó. Ngao cò đánh nhau, ngựa ông đắc lợi, trận chiến tranh này chúng ta đều không phải là người thắng. Trong mắt lấy lên vẻ một tia tức giận, cảm giác cô đơn sâu sắc. Bách Kinh Vĩ thở dài lên tiếng, thân thể run lên, mọi người lần nữa nhìn nhau chăm chú, trong mắt lóe lên sự nghi ngờ nồng đậm, không hiểu nhìn về phía hắn. Bách Kinh Vĩ cười khổ lắc đầu, thở dài một hơi, trong nhà mắt sắc mặt trở nên nghiêm túc, chăm chú nhìn về phía mọi người bình tĩnh nói, ta như các ngươi có một vị cố vấn, hắn chỉ nói cho các ngươi một nửa kết quả, một nửa kết quả ta sẽ nói cho các ngươi sẽ phát triển như thế nào. Đầu tiên, chiêu này của các ngươi thực sự rất độc, thành hết sức lực nhằm vào Lão Tổ Tông nhà ta, thực sự rất dũng cảm. Cho tới bây giờ ta cũng không nghĩ tới các ngươi sẽ có dũng cảm này. Đương nhiên đây cũng không phải là sự dũng cảm chính các ngươi có, mà đó chỉ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng bị người ta lợi dụng mà thôi. Không thể không phủ nhận chiêu này thực sự nắm đến chân đau của ta. Vì nắm lấy bốn châu, bản tướng thực sự chỉ vì có lợi trước mắt. Tuy cường giả kiếm vương cấp tốc mở rộng có thể tăng cường thực lực đế quốc, nhưng bọn họ lại là nhân tố không ổn định nhất. Một khi không có Lão Tổ Tông áp chế,
bốn người này lập tức sẽ phản bội, trở thành uy hiếp lớn nhất phá vỡ đế quốc. Chuyện này không phải Trác Tiên Sinh đã nói rồi sao? Mọi người nhìn nhau mỉm cười, âm thầm gật đầu. Không sai, đây chính là kỳ kế của Trác Tiên Sinh, xác thực đánh tới xương sườn mềm của vị tướng đệ nhất thiên hạ này. Nếu không hắn cũng sẽ không có khả năng tự mình mạo hiểm cho đến nơi đây cầu hòa. Có điều đây chỉ là phát triển của nửa phần trước mà thôi. Như nhìn ra tâm tư của mọi người, lời của Bách Lý Kinh Vĩ xoay chuyển, tiếp tục nói ra. Phát triển tiếp theo mới là điểm giết người. Có điều không phải muốn giết ta, mà chính là các ngươi. Các ngươi nghĩ thử xem, một khi tin Lão Tổ Tông ta bỏ mình truyền ra, Tứ Đại Kiếm Vương sẽ lập tức phản bội sao? Hờ, trò cười. Bốn người này là ai? Vì công danh lợi lộc tìm nơi nương tựa Trung Châu. Ngay khi Lão Tổ Tông chết, không ai uy hiếp được bọn họ. Chính lực bốn châu tổn hại lớn, không có người có thể chống cự được bọn họ. Các người cảm thấy bọn họ sẽ buông tha cho cơ hội tốt như vậy sao? Mọi người chấn động run rẩy lắp bắp. Ngươi nói là ta không biết đến lúc đó bọn họ sẽ nghĩ như thế nào, nhưng nếu là ta, hai bên đã lưỡng bại câu thương, là thời điểm yếu thế nhất, ta nhất định không phản nghịch đế quốc ngay lập tức, mà sẽ mang binh lấy danh nghĩa báo thù cho Lão Tổ Tông, tiếp tục cuộc chiến tranh này, huyết tẩy chiến lực còn sót lại của bốn châu. Đợi khi bốn châu đã mất, cũng là lúc bọn họ phản nghịch, mới thể giống với suy nghĩ của các người phản nghịch Trung Châu. Nụ cười Bách Kinh Vĩ như ma quỷ, trong mắt chất độc ánh sáng tà mị, dùng âm thanh dụ hoặc nhìn bọn họ. Cho nên nói, ngày kiến tinh vẫn lạc cũng là ngày bốn châu các ngươi dịch phong. Sau đó thiên hạ này, năm châu khắp nơi, tất cả đều nằm trong tay bốn vị kiếm vương. Kết cục này không biết các ngươi có nghĩ tới chưa? Mồ hôi lạnh toát ra, toàn thân cao tầng bốn châu rét lạnh, lưng ướt đẫm mồ hôi, thấm thấu. Bách Lý Kinh Vĩ cười đắc ý, thở ra một hơi, tiếp tục kiên định nói. Hào tổn chiến lực lớn, tử thương vô số, mới thể giải quyết được danh xưng thiên hạ vô địch của Lão Tổ Tông, lại làm áo cưới cho người khác. Đến lúc đó, Hải Minh Tông không còn, Song Lâm Viện không còn, Thượng Quan Gia, với sự căm hận người nhà của Thượng Quan Vi Vân, cho dù còn lưu giữ, thì có gì tốt để ăn chứ? Tóm lại sắp cùng cũng chỉ còn có Tứ Vương, ồ không, còn có một người nữa chính là Trác Tiên Sinh của các vị. Đại khái các người không biết, hiện tại các nơi Trung Châu phản nghịch, một cổ thế lực thần bí nhanh chóng quật khởi. Chắc chắn, khi các đại thế lực Nam Châu đều bị tiêu diệt, thế lực mới sẽ trọng sinh. Trác Tiên Sinh một tay chỉ đạo tất cả mọi chuyện, bản thân không thể không có phần. Các người nghĩ xem, ha ha ha. Những nhân vật cao tầng da mặt co rút nhìn nhau, trong lòng vô cùng nặng nề. Nếu thật sự đúng như Bách Kinh Vĩ nói, bỏ liều sống liều chết đánh một trận chiến đến tận cùng là vì cái gì chứ? Chẳng lẽ từ khi vừa mới bắt đầu, Trác Tiên Sinh đã bắt đầu tính kế không chỉ Trung Châu, còn có bốn châu bọn họ sao? Vừa đến đây, sắc mặt mọi người càng thêm nặng nề, đồng thời vừa nghĩ tới nụ cười đạm mạc của Trác Phàm càng thêm hoảng sợ. Nam nhân này thực sự đáng sợ. Mưu đồ lớn như vậy thế mà bọn họ đều không phát hiện ra, còn đồng lõa theo. Thực sự là bị người ta bán, còn thay người ta kiếm tiền. Nếu đúng như vậy, tâm môn bọn họ bị diệt, vậy bọn họ phía dưới cứu tuyền còn đi gặp lịch đại liệt tổ liệt tông thế nào đây? Người ta đây, tất cả mọi người thở dài cúi thấp đầu, lắc đầu không ngừng. Trác Phàm đáng chết, ta biết tên này gian trá mà, ngay từ đầu đã không có ý tốt, xem trước nữa còn bị hắn lợi dụng. Các vị, các ngươi còn nhớ không, hắn nói muốn phóng hỏa Trung Châu thì đã là muốn mượn cơ hội tranh địa bàn. Đúng lúc này, Bộ Hành Vân sống to một tiếng, hùng hùng hổ hổ nhìn về phía Lam Môn Thiên, trưng cầu ý kiến. Làm công chủ, với tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Làm một hình nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng, cũng khó có thể lựa chọn. Rất nhanh, hắn ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Bách Lý Kinh Vĩ, suy nghĩ một chút, nhớ giọng nói. Bách Lý Thừa Tướng đặc biệt chạy tới nơi này, không phải chỉ muốn dùng tài trí xuất chúng của mình, mà chạy tới nhục nhã chúng ta đó chứ. Ngài có lời gì, cứ việc nói đi. Chờ câu này của Lăng Minh Thiên, Bách Lý Kinh Vĩ nhìn trưởng sự Hải Minh Tâm cuối cùng cũng lên tiếng, hắn cười ấm áp, khẽ gật đầu. Lan Tông Chủ, ta đến vì không muốn hai bên chúng ta làm áo cưới cho người khác, thanh toàn cho đồ vô sĩ kia. Kinh Vĩ mong rằng Lan Tông Chủ cùng các thần các châu có thể lập tức hạ lệnh ngừng vây giết Lão Tổ Tông. Cái gì? Dừng lại sao? Ngươi bảo chúng ta thả lá quái vật bắt bạc kiếm tôn sao? Lan Mật Thiên sững sờ nhìn hắn thật lâu, lại có chút cho dự, có chút không cam lòng, siết chặt tay. Thật vất vả mới để hắn vào tuyệt cảnh, cơ hội này về sau làm sao thể thực hiện được. Đứng trên lập trường Lăng Tông Chủ các vị, Kinh Vĩ cũng cảm thấy buông thả như thế thì thật là đáng tiếc. Thế nhưng các vị cũng nên biết, mưu đồ của Trác Phàm chủ yếu nhằm vào Lão Tổ Tông. Cởi chuông thì cần người buộc chuông, cục diện này muốn phá giải cũng phải có Lão Tổ Tông tính toán. Các vị là nhân vật các châu,
Chẳng lẽ muốn giúp người khác mua đoạt tiền đồ sao? Tình cảm sâu đậm thế này thật khiến kinh vị cảm động đó. Thân thể là nửa run rẩy, mọi người lại trao đổi ánh mắt với nhau, tuy không tình nguyện nhưng vẫn gật đầu. Sau khi ý kiến nhất trí, Lâm Văn Thiên lần nữa nhìn về Bách Lý Kinh Vĩ, suy nghĩ một chút lại nghiêm túc nói: "Được, chúng ta đồng ý với ngươi, có điều Bách Bảo Kiếm Tôn còn sống rồi đi. Các vị yên tâm, đế quốc chúng ta hiện tại cũng loạn trong giặc ngoài, tổn thất nặng nề, chúng ta cũng đã hao tổn không ít." Trong mắt lấy lên tinh mang, Bách Lý Kinh Vĩ bỗng nhiên gật đầu, bình tĩnh nói: "Đợi bản tướng mang lại Tổ Tông trở về, chiến tranh lập tức kết thúc, chúng ta không có ai chiến thắng, mà bản tướng thay Kiếm Tinh cam đoan trong vòng 100 năm tuyệt không phạm một tấc đất của 4 châu, hôm nay ta lấy đạo tâm ra thề." Nghe được câu này, trong lòng mọi người càng thêm yên tâm, cùng nhau gật đầu. Lần này lại có một cuộc sống 100 năm an ổn. Lâm Văn Thiên suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, sau đó ngửa đầu hướng ra phía ngoài kêu lên: "Người đâu, truyền lệnh!" Âm âm âm. Ở nơi khác, từng tiếng ngân mang nổ vang, mấy chục ngàn cao thủ lần nữa bị bổ thành tro bụi. Nhưng hai người Bách Lý Kinh Vũ cùng Bách Lý Kinh Rôi cũng đã run rẩy, sắc mặt vô cùng suy yếu. Hai người cùng nhau té ngã trên đất, đã không còn khí lực. "Xong rồi, chúng ta cũng chịu được nữa." Bách Lý Kinh Vũ cùng Bách Lý Kinh Rôi liếc nhìn mọi người, gương mặt vô cùng mỏi mệt, bất đắc chỉ lắc đầu. Sắc mặt mấy người cũng trầm xuống, tuyệt vọng cười khổ. Nhiều ngày trôi qua như vậy, Lã Tổ Tông cùng mấy vị kiếm vương thay nhau ra trận, tổn thương càng thêm thương tổn, không có thương tổn thì nguyên lực cũng hao hết, không có sức đứng dậy. Thế nhưng đến lúc này, tiếng xé gió vang lên, lại một đội viên đội cảm tử tranh nhau chen vọt về phía bọn họ. Tiếng mắng chửi trong miệng vừa muốn hô lên đột nhiên ngừng lại. "À, chuyện gì xảy ra chứ? Sao bọn họ đều ngã xuống hết thế này, không ai đứng vững, chẳng lẽ nói..." Người ta đây ánh mắt tĩnh mịch, nhất thời hy vọng, thậm chí hưng phấn đến run rẩy. "Hun hun, các huynh đệ, bọn họ không có lực, chúng ta tiến lên cắt đầu bọn họ." "Cái gì, bọn họ không có lực sao? Nói cách khác chúng ta không cần chết nữa sao?" "Đầu chỉ không cần chết, cắt được đầu Bách Bảo Kiếm Tôn và Ngũ Kiếm Vương, lưu danh thiên sử, tiếng tăm lừng lẫy 5 châu. "Wow, wow." Từng tiếng gà thét liên tiếp vang lên, một đám tử sĩ nhất thời hăng như máu gà, kích động kêu to lao về phía 5 người. Nhìn 5 người này như nhìn thấy một đám linh đan dịu dược, kích động không thôi. Công danh định lực ngay trước mắt, chỉ cần đạp lên thi thể những huynh đệ đi trước đoạt lấy mà không cần phải làm gì. Khóe miệng cười đến tật ót, một đám người giống như điên, như đàn sói đói muốn nhà tới nút sống những nhân vật đỉnh phong này, gương mặt con buôn gian trá, trong mắt hiển lộ không bỏ sót. Nhìn thấy tất cả, Bách Lý Kinh Thiên vẫn không nhịn nổi, không cam lòng nắm chặt thần kiếm trong tay, nghiến răng nghiến lợi. "Nghĩ ông ra, ta đường đường Bách Bạc Kiếm Tôn, sắp cùng là không thể chết trên tay một cao thủ chân chính, lại bị những con kiến hôi thừa lúc vắng mà vào, có thật là vô cùng nhục nhã." Mấy kiếm vương nghe thấy vậy cũng trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, không chút cam lòng. Với tư cách là kiếm phương, nếu chết trong tay những người ngang cấp như Bộ Dung Liệt, Âu Dương Đan Thiên, bọn họ không cảm thấy gì. Cho dù là quái vật trắc phạm kia cũng tốt. Bởi những thứ tiểu lâu la này cắn chết thật sự quá khuất nhục. "Chờ một chút," Lan Công Vũ truyền lệnh, "tất cả mọi người không được xuất thủ với Bất Bạc Kiếm Tôn, kẻ ra lệnh giết không tha." Thế nhưng ngay lúc này, một tiếng hét đột nhiên vang vọng vân không, nhóm đội viên cảm tử kia nghe thấy thân thể trì trệ, nhất thời sửng sốt. "Điều này, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?" Ngơ ngác, ngây ngốc đứng tại chỗ, trong mắt mọi người đều bất giác đều hiện lên một mảnh mê man. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa hồ không thể tin được đây là sự thật. Sắp đem xương khó gặm nhất này gặm xuống, sao đã đất dừng liền dừng lại đây? Trong mắt mọi người đều khó hiểu, thậm chí ngay cả đám người Bạch Bạc Kiếm Tôn cũng là mặt đầy mê man, không rõ trong đó đến cuối cùng là chuyện gì. 4 châu này là đang làm cái quái gì vậy chứ? Một thân ảnh màu trắng rơi xuống. Vị quân phục ban đầu tổ chức đội ngũ đi tới trước mặt mọi người, thẳng đến chỗ Bách Bảo Kiếm Tôn khẽ không người, giơ tay lên nói: "Bách Lý tiên sinh, còn có chư vị kiếm vương mời đến bên này, người có các ngươi đến đón các ngươi." "Người của chúng ta sao?" Thân thể không khỏi hung hăng run lên, 6 người nhìn nhau vẻ khó hiểu trong mắt càng sâu. Nhưng giờ khắc này, bò đã là thịt cá nằm trên thớt, mặc cho người ta chém giết, còn có gì đáng để sợ chứ? Thế qua là cũng không quan tâm bọn họ có mưu đồ gì, Bách Lý Người Thiên một lần nữa nôn ra mấy ngụm máu tươi, dưới sự dìu đỡ của mấy vị kiếm vương gắng gượng bước về phía trước, trực tiếp rời đi. Dựa vào cái gì mà để cho bọn họ đi như vậy chứ? Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng rống to phẫn nộ lại chết thời vang vọng thiên địa. Một thân ảnh màu xám đột nhiên đạp cước bộ, mang theo tiếng khóc hung hăng hướng đám người Bách Lý Người Thiên đụng tới. Một chưởng cuồng mãnh hung hăng hướng đầu bọn họ bổ xuống.
sư huynh, sư đệ ta đều chết trong tay bọn họ. Chúng ta phí công phu lớn như vậy mới đem bọn họ mài ra thành bộ dáng này, dựa vào cái gì đến cuối cùng chỉ còn thiếu một chút nữa là không cho chúng ta lấy tính mạng của bọn họ vì có huynh đệ báo thù, bất bằng kiếm tôn, ngươi đi chết đi. Nhưng mà một trường khí thế phí phạm của hắn còn chưa kịp đụng đến nửa sợ lâm của bất bằng kiếm tôn, một đạo khí cần không gì sánh kịp là đột nhiên bắn ra, trong nháy mắt đánh vào người đó. Người đó nhất thời bầm thay phản loạn, hóa thành một đoàn huyết vụ biến mất vô tung vô ảnh. Lão già tóc bạc kia vùng hai ngón tay khinh thường bĩu môi, nhìn về phía đám người còn lại lạnh lùng lên tiếng: lời lão phu vừa nói các ngươi không nghe thấy sao? Cao tầng Tứ Châu nhất trí quyết định mời bất bằng kiếm tôn bọn họ rời đi, người trái lệnh chết, đây chính là kết cục. Tất cả nhưng không được run lên, mọi người nhìn một màn này đều là không cam lòng cúi đầu, hàm răng ngắn chặt, mặt đầy phẫn nộ tức giận mà không dám nói gì. Bọn họ không biết những cao tầng này đến tột cùng là phát điên cái gì, lúc đại công sắp cáo thành cư nhiên lại làm như vậy. Như vậy mấy ngàn vạn người đã bị chết lúc trước đều là chết vô ích sao? Không để ý tới những con kiến hôi, ngay cả vận mệnh cũng thể tự chủ được, đám người bắt được thiên cứ như vậy dưới ánh nhìn không chớp mắt được lão giả kia hộ tống đi về phía trước. Không bao lâu sau, bò đã đi vào một khu rừng nhỏ, mà nơi đó đám người Lâm Minh Thiên sớm đã chờ đợi. Còn có một bóng người quen thuộc cùng ở trong đó, là chính là Kiếm Tinh Thừa Tướng bắt được Kinh Vĩ. Kinh Vĩ, đến cuối cùng là chuyện gì xảy ra, có thể nói với lão phu hay không? Nhàn nhạt nhìn hắn một cái, Bách Lực Thiên tuy rằng trọng thương nhưng vẫn như trước nhìn xuống hắn như một vương giả. Tương tự như vậy, Bách Lực Kinh Vĩ cũng không người ôn quyền cung kính nói: khởi bẩm lão tổ tông, chúng ta giảng hòa, chiến tranh kết thúc. À, thì ra là như thế. Nhàn nhạt gật gật đầu, tâm tình Bách Lực Thiên cũng trầm xuống, thở dài, liền nhìn về phía sau một đạo ấn thức chấn động không gian, lại lùng nói: đó là không gian truyền tống trận sao? Cất dấu bí ẩn như vậy, hơn nữa nhỏ gọn như thế, chỉ sợ một lần chỉ có thể tống qua một hai người, là kiệt tác của ngươi sao? Không sai, là tất tâm về đề phòng vạn nhất, Kinh Vĩ có thể tùy thời đi tới phía sau Bắc Châu này cố ý xây dựng. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Cái gì cũng đã rõ ràng, Bất Lực Thiên đi thẳng về phía truyền tống trận, đám người còn lại vội vã đuổi theo. Lâm Minh Thiên mỉm cười tiến lên một bước: kiến tôi đại nhân, lần này hai bên ta và ngươi bất phân thắng bại, sàn sàn như nhau để chịu tổn thương, hy vọng ngày sau không xảy ra tranh chấp nữa. Không để ý tới hắn, thậm chí từ đầu đến cuối cũng thèm đứt mắt nhìn hắn một cái nào, Bất Lực Thiên cứ như vậy yên lặng đi vào truyền tống trận, ong ong một tiếng biến mất bóng người. Da mặt không khỏi hồng hằng co rút lại, trên mặt Lâm Minh Thiên có chút xấu hổ. Bằng ngươi cũng xứng nói chuyện với đạo tổ tông nhà ta, ngay cả chiến cũng không dám chiến tiếp. Liếc hắn một cái, Bất Lực Vũ cười lạnh thành tiếng, tiếp theo cũng biến mất trong thông đạo truyền tống. Các kiếm vương còn lại cũng là vẻ mặt khinh thường, cùng nhau truyền tống trở về, bao gồm cả Thái Tử Bách Lý Cận Thiên cũng như vậy. Bách Lý Kinh Vĩ thấy vậy bất giác cười một tiếng, hướng Lâm Minh Thiên hành lễ ôn quyền, lộ ra một nụ cười giả tạo: Lan tâm chủ đừng để ý, là tổ tông cùng đám kiếm vương tính tình đầy như thế, Kinh Vĩ thấy bọn họ bồi tội. Chỗ nào đâu, hy vọng thừa tướng đại nhân, đương nhiên bổn tướng nói được làm được, chúng ta trong vòng trăm năm tới để đạt bình an vô sự. Ha, cáo từ. Nhất miệng cười, Bách Kinh Vĩ cũng quay đầu tiến vào trong truyền tống trận, biến mất không còn tung tích. Chỉ là trời nhắm mắt hành biến mất, dư quang khinh biệt trần trụi trong khóe mắt hắn, cho dù là ai cũng thấy nhìn ra được. Đến khi tất cả mọi người đều đã biến mất, chỉ lưu lại đám người Lâm Vân Thiên, lúc này sắc mặt Lâm Vân Thiên cũng khỏi trầm xuống. Hiểu được trong lòng hắn không thoải mái, Bộ Hành Vân ha hả cười, lúc này vỗ mọi người nói ra: cuồng ngạo của Bất Bạc Kiếm Tôn, thế gian đều biết, Lan Tông Chủ vì có nghiệp Tứ Châu nhẫn nhịn chịu nhục, thật sự là ủy khuất ngài. Điều tra, nhất định điều tra đến cùng cho ta. Thế nhưng, hắn vừa dứt lời, Lâm Vân Thiên lại bỗng dưng gầm lên một tiếng giận dữ, hét lớn thành tiếng: vì sao Bất Lực Kinh Vĩ có thể trực tiếp từ tiền tuyến truyền tống đến nội địa Bắc Châu ta, còn có một cái truyền tống trận bí ẩn như vậy? Vì sao trong cứ điểm Hải Minh Tông chúng ta hắn có thể trà trộn vào như chỗ không người? Các phàm, hắn nó không sai, Bắc Châu chúng ta có phản đồ, hơn nữa địa vị của người này nhất định không thấp, nếu không làm sao có thể lặng yên không một tiếng động cấp cho Trung Châu một cái cửa sau như vậy? Hồng Hăng gật gật đầu, Bộ Hành Vân cũng dường nắm đấm lên: đúng, nhất định phải điều tra. Lan Tông Chủ ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta, nhất định sẽ điều tra bằng được manh mối. Nhìn hắn thật sâu, Lan Vân Thiên khẽ gật đầu, bất đắc dĩ thở dài, trong lòng một trận oán thầm: kẻ phản bội Bắc Châu này rốt cuộc là ai chứ? Mặt khác, trong đại trận danh của Bách Lực Kinh Vĩ liền ngay từng đạo không gian ba động vang lên, đám người Bách Lực Thiên đồng loạt xuất hiện ở chỗ này. Bách Lực Kinh Vĩ là người cuối cùng trở về. Nhìn những gương mặt và bầu không khí quen thuộc này, Bất Bạc Kiếm Tôn
cùng Ngũ Kiếm Vương đều có chút cảm giác như đã trải qua mấy đời. Rốt cục cũng trở về, đây mới là địa giới của bọn họ, nơi có cảm giác an toàn. Sau khi trải qua màn vây giết khủng bố của mấy ngàn vạn người, cho dù là cao thủ Kiếm Vương cũng có loại cảm giác lo sợ trong lòng mà muốn trở về nhà. Kinh Vĩ thừa tướng, lần này thực sự cố gặp ngươi. Nhìn thấy Bách Lý Kinh Vĩ trở về sau cùng, Thái tử Bách Lý Kinh Thiên không khỏi vội vàng tiến lên, cực kỳ chân thành nói ra: nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện, phóng chừng chúng ta sẽ khó trở về. Chỉ là không biết thừa tướng đại nhân làm thế nào để thuyết phục bọn họ thả chúng ta bình an trở về thống khoái như vậy chứ. Đó đơn giản bởi vì bọn họ nắm lấy nhược điểm của chúng ta. Bách Lý Kinh Vĩ lắc đầu cười khổ một tiếng. Bách Lý Kinh Vĩ đem một khối ngọc giản ra đưa lên nói: để đồ báo lại, trong mấy ngày ngắn ngủi, kiếm tinh đế quốc chúng ta đã có hơn 1.000 thành trì sụp đổ. Hơn nữa, truyền lại tổ tông bị mài đến tẩn lực trọng thương, chỉ cần bọn họ truyền ra bên ngoài, Tứ Kiếm Vương lập tức trục trịch. Hiện tại chúng ta loạn trong giặc ngoài, trọng thương đầu người, thật sự không có lực tái chiến. Bọn họ tự nhiên yên tâm để chúng ta thả trở về. Cái gì? Làm sao thể nghiêm trọng như vậy? Ngay cả nội bộ đế quốc cũng không khỏi trong lòng hoảng sợ, mọi người đồng loạt kêu lên. Bất dĩ gật gật đầu. Bách Kinh Vĩ cũng phải bạch chui xót. Đúng vậy, lần này Trạch Phàm thực sự là đâm chúng ta thành tổ ong vò vẽ, chỉ sợ không mất mấy chục năm công phu khó có thể nghỉ ngơi hồi phục trở lại. Như thế nào chứ, lại là họ Trác kia sao? Nhưng hắn làm sao có thể làm cho cả đế quốc chúng ta đều đồng tử nhưng không được co rút lại? Bách Kinh Thiên cùng các kiếm vương còn lại đồng loạt kinh hãi. Nhìn bọn họ thật sâu, Bách Kinh Vĩ cười khổ càng sâu hơn. Các vị, lần này là Bách Lý Kinh Vĩ ta có lỗi với lão tổ tông cùng mọi người ở trên bố cục mưu đồ triệt để thua tiểu tử kia. Có lẽ các người còn không biết hắn là người chắc lá chân chính của lần này đại nguyên soái Tứ Châu. Nói xong, Bách Lý Kinh Vĩ liền một năm một mười đem ra lịch trong đó nhất nhất giảng giải. Nhưng mọi người nghe được cả đám đều trợn tròn hai mắt. Bọn họ chỉ biết Trác Phàm là cao thủ thâm tàng bất lộ, danh môn đệ tử, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới người này cư nhiên còn nắm giữ toàn bộ xu thế đại cục, đem cao tầng Nam Châu đùa bỡn trong lòng bàn tay. Người này đến tụi cùng là có lẽ địch gì, là có thể võ chống là tổ tông văn địch Bách Lý thừa tướng, tuyệt thế võ đạo, kỳ lân chi tài, văn võ song tuyệt chứ. Tóm lại, lần này có thể lừa gạt đám lão già này buông tay hoàn toàn là bởi vì tiểu tử kia mất tích. Nếu không, chỉ sợ mặc dù ta đích thân đi tranh luận với hắn, cuối cùng cũng chịu thiệt chính là ta. Thằng nhóc này quả nhiên là đối thủ đáng gờm nhất của bản tướng kiếp này. Trong mắt chớp động kiên kỳ thật sâu, sắc mặt Bách Lý Kinh Vĩ một mảnh nghiêm trang. Mọi người thấy vậy liền ngây người, một lát sau mới thở dài. Cuối cùng Bách Lý Ngọc Vân nói ra: thừa tướng đại nhân, người cứ yên tâm đi, tiểu tử kia sẽ không thể trở thành uy hiếp của người nữa. Như thế nào chứ? Không khỏi sửng sốt, trong mắt Bách Lý Kinh Vĩ nghi hoặc, bởi vì hắn đã tán thân ở trong biển hải yêu, một người chết thì có thể làm được gì nữa chứ? Ha ha ha, cười ta một tiếng. Ngay sau đó Bách Lý Kinh Vân liền đem chuyện bọn họ cùng Trác Phàm đọ sức nói một lần. Mà lúc này đây lại là Bách Lý Kinh Vĩ hoàn toàn trợn tròn hai mắt. Cuối cùng nhìn thật sâu cánh tay cụt của Bách Lý Kinh Thiên, nhưng không được hoảng sợ lên tiếng: muội muội ngươi chứ, tiểu tử này là thiên địch của chúng ta sao? Bách Lý gia chúng ta từ trẻ đến già, từ văn đến võ, vậy mà ai nấy đều bị hắn ngược đãi một lần, không ai có thể thắng hắn một chút. Nhưng cuối cùng hắn lại bị hải yêu kia giết chết như vậy sao? Và chúng ta làm sao bây giờ? Thủ của chúng ta phải tìm ai để báo đây? Đúng vậy, đối thủ cả đời cứ như vậy không còn, chúng ta đi tìm ai tái chiến? Chẳng lẽ đi tìm đám phế vật Lâm Vân Thiên sao? Bọn hắn xứng sao? Hồng Hằng nắm chặt nắm đấm, hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác không cam lòng trong lòng Bách Lý Kinh Vĩ. Bách Lý Kinh Thiên cũng cau chặt lông mày, mặt đầy tức giận, hai con người đỏ thẫm. Sau đó một tiếng huyết vụ Hồng Hằng phun ra, đã là trước mắt tối sầm, triệt để hôn mê bất tỉnh. Chỉ là trong lúc hắn hấp hối, trong miệng vẫn lẩm bẩm: Trác Phàm, mạng của tự tử ngươi là của lão phu,